Chiều 20 tháng 10, các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng kiểm tra xét nghiệm âm tính COVID-19. Người dân chỉ cần trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày. Trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo một số đội cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh phụ trách tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cảnh sát giao thông đã ngưng kiểm tra xét nghiệm âm tính COVID-19 từ ngày 18 tháng 10 năm 2021. Theo đó, người dân khi đi qua các chốt kiểm soát cửa ngõ chỉ cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc 1 mũi sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày. Ngoài ra, người dân xuất trình thêm khai báo y tế trên phần mềm VNEID. Trong cuộc họp chiều 19 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng cho biết, thành phố đang tính toán phương án để không còn chốt kiểm soát ở các địa bàn giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và cung ứng lao động. Trước đó, từ ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh thành lập 12 chốt kiểm soát ở khu vực cửa ngõ ra vào thành phố. Sau đó, công an các quận huyện có thêm chốt kiểm soát trong khu vực nội thành. Đến ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng tất cả các chốt kiểm soát nội thành, chỉ duy trì 12 chốt kiểm soát cửa ngõ và 39 chốt kiểm soát ở các khu vực giáp ranh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.